Hello, xin chào bạn, mình là Huy Tun. Thì đợt này thì mình mới gọi là mở một sự kiện để tặng ắc cho các anh em theo dõi mình trong thời gian vừa qua. Thì các bạn hãy lên Facebook search MC Huy Tun và click vào bài viết hoặc là vào trang của mình, Huy Tun của mình 633 người theo dõi này. Rồi kéo xuống để tìm bài viết đấy, tham gia sự kiện rất là nhanh gọn thôi, chắc anh em làm được khoảng 1 phút. Thế là chúng ta có thể gọi là nhận được ắc rồi. Thì anh em nhớ ủng hộ mình nhé. Tạm biệt. Ok các bạn, thì ngoài tăng máu thì chúng ta có gọi là tăng đạn nữa các bạn. Tăng đạn thì bây giờ thì mình sẽ làm một clip để giới thiệu cho các bạn luôn về phần khoản tăng đạn nhá. Thì một số anh em ít để ý cái đấy, nhưng mà tôi hay để ý các bạn. Để xem nào, khẩu này có tăng đạn không? Không có. Có tăng đạn thì nó có nhiều loại đạn lắm. Ví dụ đây đạn dry tăng 5 này. Cứ bạn cứ bắt lắp vào ba lô thôi là nó tự tăng cho cái khẩu ở ba lô khác các bạn. Đây cái này tăng 2 này, các bạn để ý nhá. Đây ví dụ điển hình mấy khẩu thôi. Có khẩu guitar gì nữa nó cũng tăng 2 viên. Khẩu này có tăng không? Khẩu này không tăng. Khẩu này định trông nó sida vậy đi. Rồi. Đấy, súng dry thì nó chỉ có cái khẩu đấy thôi các bạn. Để tôi tìm xem, tại lâu không chơi mình xem mấy khẩu này có để có sát phạt cái mẹ gì đấy. Đấy thế thôi. Đây khẩu này à. Đích ắc này tính là lâu vãi lìn. Khẩu Vita này hồi mình mới chơi có các bạn. Đấy mà vẫn còn. Ok nhá. Bên này thì không có, khẩu này không có mà gx xịn rồi. Để không mà cái kinh co cùi thôi. Để xem nào. Đây ở bên súng này thì nó cũng có này, tăng 2 viên đạn cho súng sniper nhé các bạn. Là cái điểm này là tăng đạn cho súng ngắm thôi. Để xem mà có khẩu nào. Khẩu này khẩu mới này. Khẩu mới này, hồi máu. Đâu rồi nhỉ. Đây khẩu Noble Gold tăng 5 viên này. Đấy những cái khẩu là tăng 5 viên này thì mình nhất định phải lắp vào ba lô đó các bạn. Thì mình sẽ được tăng cho các súng khác. Nhưng mà nó không cộng dồn nhá, một loại súng một đấy thôi. Ví dụ tăng 5 thì có tăng 5 thôi. Và đây một khẩu nữa để tăng súng cuối cùng đây. MX3 Leo tăng 10%, tăng 1 điểm cho tất cả vũ khí, nghĩa là tất cả các loại súng nào cũng được tăng hết, súng lục cũng được tăng. Đấy là mình cũng chỉ nói một mình xem mấy thằng này. Đấy là mình chỉ nói đến mấy cái khẩu ấy thôi nhá. Còn có tăng đạn súng lục nữa. Thì nó là cái khẩu gì nhỉ? Khẩu mẹ gì Diablo ấy các bạn ạ. Không biết cái này có không, nhưng mà tôi mặc kệ. Cơ bản nói sơ qua các bạn hiểu cái vấn đề là có cái vấn đề tăng đạn như thế. Và tăng đạn súng dry, tăng đạn tất cả súng và tăng đạn súng ngắm. Thì còn súng lục nữa thì thôi, mẹ anh em tự tìm hiểu nữa. Tại vì anh em đã hiểu vấn đề thì các bạn tự hiểu thôi đúng không? Ok thì anh em đợt này anh em mua bàn ắc thì hay là laptop hay là máy tính thì có thể inbox mình. Shopee, Shopee là tôi đã để link ở đấy rồi. Hoặc là các bạn liên hệ tôi chỉ cho nhanh. Ok, tạm biệt mọi người và gặp lại clip sau nhá. Anh em có tiền thì vào mua mấy con drone này cho xịn nè.